Xin chào các bạn. Video này quay một chiếc Boeing 737 MAX 8 đặc biệt của hãng Singapore Airlines. Chiếc máy bay đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài trong buổi chiều muộn. Đây là chiếc 737 MAX 8 mang livery của Star Alliance, liên minh hàng không lớn nhất thế giới mà Singapore Airlines là thành viên. Chiếc 737 MAX 8 trong livery Star Alliance vừa hạ cánh xuống đường băng 11 trái sân bay Nội Bài. Hiện tại thì Singapore Airlines cũng là hãng hàng không duy nhất khai thác dòng 737 MAX 8 thường xuyên tới sân bay Nội Bài. Bây giờ là lúc chiếc 737 MAX 8 trong livery Star Airlines tiến vào bãi đỗ ở nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Chúng ta sẽ có dịp để quan sát cận cảnh chiếc máy bay này. Dòng 737 MAX có hình dáng đặc trưng nhất là cặp winglet dạng chẻ đôi, trông giống như là lưỡi rắn vậy. Hiện tại thì Singapore Airlines đang có 16 chiếc Boeing 737 MAX 8 trong đội bay, và hãng còn đang đặt hàng thêm 21 chiếc khác. Dòng 737 MAX này từng có thời gian vắng bóng trên bầu trời do lệnh cấm bay toàn cầu. Sau khi lệnh cấm bay đó được dỡ bỏ trên thế giới và ở Việt Nam, thì Singapore Airlines là hãng đầu tiên mang 737 MAX tới Việt Nam. Hiện tại thì hãng hàng không quốc gia của Singapore này đang khai thác một ngày 2 chuyến bay tới sân bay Nội Bài. Chuyến buổi sáng khai thác bằng dòng Airbus A350, còn buổi chiều muộn là Boeing 737 MAX. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chiếc 737 MAX 8 trong livery Star Airlines đến sân bay Nội Bài. Các chiếc máy bay mang livery này sẽ được sơn toàn thân là màu trắng với chữ Star Airlines mảnh và kích thước lớn chạy dọc theo thân máy bay. Trước đây thì Singapore Airlines cũng đã từng mang một chiếc máy bay khác trong livery của Star Airlines tới sân bay Nội Bài. Đó là chiếc máy bay rất lớn, loại Boeing 777-300ER. Đây là pha chạy đang cất cánh của chiếc Boeing 777-300ER của Singapore Airlines trong livery Star Airlines. Tiếng hú rất đặc trưng của động cơ dòng Boeing 777.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.